Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam ngày 10 tháng 9 bác bất cứ nỗ lực nào của Quốc hội Mỹ muốn đưa ra luật mới nhắm vào lãnh thổ Hồng Kông. Phản ứng của bà Lam được đưa ra sau cuộc biểu tình hôm 8 tháng 9 khi hàng ngàn người Hồng Kông tuần hành tới Tòa lãnh sự Mỹ kêu gọi Washington thông qua luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông. Bà cho biết, chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông cho rằng việc một số quốc hội nước ngoài, trong trường hợp này là quốc hội Mỹ, soạn thảo luật là can thiệp vào chuyện Hồng Kông, không thể chấp nhận được. Tôi hy vọng rằng quốc tế nên công nhận rằng quốc hội từng nước nên giải quyết chuyện nội địa của mình và Hồng Kông tự giải quyết chuyện của Hồng Kông. Bà Lam kêu gọi người dân Hồng Kông thôi đòi hỏi hành động từ Mỹ. Bà cũng tìm cách trấn an dân chúng rằng chính quyền Hồng Kông sẽ sớm tới các địa phương để lập kênh đối thoại trực tiếp với dân.